Kiến thức mới. Khi bị vợ hỏi tình huống cực khó, anh chồng có pha nảy số thoát pressing cứ phải gọi là đỉnh. Chồng ơi. Vợ hỏi chồng cái này nhá. Thôi được rồi, chồng biết rồi. Chồng có yêu vợ 100%, 1000%, có bao nhiêu bấy nhiêu. Chết kiếp sau gặp lại đầu thai yêu tiếp. Chết chôn chung nữa được chưa, ok chưa? Không phải yêu. Hôm nay bạn muốn hỏi câu khác. Thế nào chị hỏi câu đấy, thì hỏi câu gì? Hôm nay con bạn bọn nó buồn. Ừ. Giả sử nó rủ chồng đi uống rượu cùng. Ừ. Thì chồng có đi không? Cái gì chắc phải nói. Không rủ vợ, nó phải rủ chồng làm gì? Thì chắc là nó không muốn, nó chỉ muốn rủ chồng đi thôi. Quan trọng là chồng có đi hay không. Thế bây giờ đi với nó, đi với một mình nó hay đi với bạn bè nó hay là đi những ai? Nó chỉ rủ mỗi một mình chồng đi. Thế bây giờ chồng đi thì người yêu nó ghen hay không? Chồng nó ghen hay không? Nó vừa thất tình mới chia tay xong. Cái đấy không quan trọng nữa, nhưng mà quan trọng bây giờ là chồng có đi hay không. Thế giờ chồng đi về có ghen hay không? Có chửi chồng không? Bây giờ mà chồng đi giờ chồng uống rượu, bây giờ chồng lái xe này, công an bắt chồng thì sao? Mấy cả chồng đi là về, bạn có mở cửa chồng không? Bạn chửi chồng không? Cậu hỏi chồng mà chồng cứ hỏi lại lắm đấy nhở? Thôi, không hỏi nữa đâu.